Edamon, người yêu trong phim và người yêu ngoài đời của Jisoo, ngày 3 tháng 8 vừa qua được nhiều người cho là ngày thất tình quốc tế. Lý do là vì idol Jisoo đến từ Blackpink đã chính thức xác nhận tin hẹn hò, khiến OTP của nhiều fan không còn real nữa. Nay thử làm kèo vui cho người yêu trong phim và người yêu ngoài đời của Jisoo battle với nhau nhá. Cao, người yêu trong phim cao 1m78, gần 1m8 đấy, rất là khủng. Nhưng người yêu ngoài đời của Jisoo còn cao đến 1m88, gần 1m9 cơ. Người yêu ngoài đời 1-0. Lực, người yêu trong phim hay được fan biết đến với hình tượng điển trai, dịu dàng. Tuy nhiên, body của anh cũng ngon cơm đấy. Còn người yêu ngoài đời thì trông rất là lực, ngực to 6 múi, lại còn từng là vận động viên quyền Anh được giải quốc gia. Lực quá. Người yêu ngoài đời 2-0. Trẻ, không đọ được với độ khỏe thì mình đọ độ trẻ. Người yêu trong phim trông trẻ hơn hẳn người yêu ngoài đời. Tuy nhiên, hai người cùng sinh năm 1988. Người yêu ngoài đời thì sinh ngày 16 tháng 5, còn người yêu trong phim thì sinh ngày 1 tháng 4, trước hẳn 1 tháng rưỡi. Vậy anh cũng không trẻ bằng. Người yêu ngoài đời 3-0. Giàu, thực ra không biết được mỗi anh có tài sản bao nhiêu, nhưng tôi biết chắc chắn người yêu trong phim sở hữu hơn anh người yêu ngoài đời một chiếc thuyền, chính là chiếc thuyền Jesus của các fan dành tặng cho anh. Nhưng mà thuyền giờ đây đắm mất rồi. Người yêu trong phim 1-3, lửa hận thù. Cả hai anh này hình như đều không xem Bonping ở Hà Nội nên sẽ không thể được nghe hát live lửa hận thù. Tuy nhiên, người yêu ngoài đời vẫn sẽ còn cơ hội vì Jisoo có thể hát riêng cho anh nghe. Còn người yêu trong phim thì chỉ có lên top top nghe fan hát thôi. Người yêu ngoài đời 4-1, chung cuộc, người yêu ngoài đời của Jisoo chiến thắng. Thôi thì anh trai này trông cũng cao, đẹp, xịn. Chúc mừng hạnh phúc cặp đôi mới nhá.